Thưa sư cho con hỏi, lạy Đức Phật mỗi ngày qua tôn kịch tôn tượng kim thân hình ảnh của Đức Phật có những quả báo gì? Cái việc lạy Phật của mỗi người nó không có giống nhau, mà chính bởi vì cái sự đảnh lễ Đức Phật không có giống nhau đó, nó sẽ cho những cái quả báo không có giống nhau. Có người đó họ đảnh lễ Đức Thế Tôn chỉ bởi vì cái lòng tôn kính đối với Đức Phật thì họ có được cái phước tôn kính. Có người đó họ đảnh lễ Đức Thế Tôn chỉ bởi vì họ có thiện cảm, hoặc là bởi vì họ được cha mẹ hướng dẫn thì họ được cái phước của cái việc là có thiện cảm với Đức Thế Tôn. Có người đó họ đảnh lễ bởi vì họ tri ân Đức Thế Tôn, tri ân Ngài đã giảng dạy con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ, thì họ được cái phước của cái lòng tri ân. Có người họ đảnh lễ Đức Thế Tôn bởi vì họ nghĩ đến cái ân đức của Đức Thế Tôn và họ suy nghĩ về ân đức của Ngài, thì khi đó họ được cái phước của cái việc tùy niệm ân đức của Phật. Cho nên tùy cái nền tảng chúng ta, cái nền tảng của chúng ta như thế nào và chúng ta lạy Phật bằng một cái chủ ý gì, nó sẽ đưa đến những cái quả báo tương ứng như vậy. Ví dụ như chúng ta lạy Phật bằng cái chủ ý là cái lòng cung kính Đức Thế Tôn, thì đời sau kiếp khác đó, chúng ta sẽ cho một cái quả báo đó là sanh về những cái dòng dõi cao sang, những dòng dõi cao sang. Nhưng mà dòng dõi cao sang đó chưa chắc là nó phải giàu có, nó chẳng qua là nó cao sang thôi. Ví dụ như thời nay mà mình vẫn còn có những cái gia tộc như là gia tộc Vương Kiều của nhà Nguyễn ví dụ như vậy, thì có thể là cái cách mà dạy dỗ con cái cách mà sinh hoạt của họ nó là cái cách của Vương Kiều, cái cách là nó cao quý, nhưng mà nó không có giàu, họ không có giàu đấy, nhưng mà được cái kết quả là được cao sang, được người được ăn trên ngồi trước, họ được những cái quyền thế ở trong xã hội, ví dụ như họ rất dễ ở trên những cái vị thế là ở phía trên người khác. Thí dụ như là quý vị thấy là như Bác Hồ á, mặc dù là không có giàu, không có giàu sang, nhưng mà cái đức cái công đức, cái phước của Bác Hồ đấy thì vẫn được cái phước là ở trên người khác, ở trên người khác. Đâu có dễ đâu quý vị, đâu có dễ mà bao nhiêu con người mà hào kiệt là quy tụ ở dưới trướng của mình, đâu có dễ đâu. Nhưng mà cái cách sống của Bác Hồ thì không không thể nào gọi là giàu có. Nhưng mà cao sang là chắc chắc chắn đấy. Rồi khi mà chúng ta lạy Phật bằng cái lòng bằng cái sự cái cảm tình của mình đối với Đức Phật ấy, thì đời sau sanh ra thì chúng ta rất dễ có được cái sự cảm tình của người khác, có nghĩa là chúng ta là một người dễ mến, rất dễ được cái sự thương mến của người khác. Nhưng mà cái sự thương mến đó cũng không nhất thiết là chúng ta phải có cái quyền thế hoặc là chúng ta phải giàu sang. Rồi đối với người mà họ cúng dường bằng cái lòng tri ân, thì bản thân cái lòng tri ân đó là một cái điều khó có trên đời, và nó đem lại nhiều quả báo, đem lại nhiều quả báo như là cái quả báo cao sang, quả báo cao sang, hoặc là cái quả báo được nhiều người yêu mến, hoặc là cái quả báo là không có bị phản bội, hoặc là quả báo là họ có những cái quyến thuộc là bền vững đấy. Rồi nếu mà một người lạy Phật mà với một cái lòng suy tưởng về ân đức của Ngài ấy, thì vì đó đang thực hành cái pháp tùy niệm Phật Bhuddhanusati, thì cũng được cái quả phước của cái việc là tùy niệm Phật.
Và cái quả phước thù thắng nhất của cái việc tùy niệm Phật ấy, đó là gì? Đời sau sanh ra đấy, thể mà gặp thánh nhân thì vị này luôn luôn là nhìn thánh nhân bằng một cái tâm lành và có cái lòng hướng đến thánh nhân, hướng đến nương tựa nơi thánh nhân. Như trường hợp là vị vua đó, vào thời Đức Phật ra đời đó, khi mà vị này vừa nghe cái chữ Phật, Đức Phật xuất hiện ở thế gian, Đức Pháp xuất hiện ở thế gian, Đức Tăng xuất hiện ở thế gian, thì vị này ngất xỉu vì quá hạnh phúc. Và vị này buông bỏ hết tất cả, buông bỏ hết tất cả, buông bỏ luôn cả cái phương triều để mà đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin xuất gia với Ngài, và sau đó chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì cái kiểu mà chúng ta, cái nền tảng Phật Pháp, nền tảng giáo lý của chúng ta như thế nào thì nó sẽ quyết định là chúng ta hưởng được những cái lợi ích gì về Phật Pháp. Xin lấy ví dụ như hôm nào mà cái lòng tham dục của đang nói trường hợp sư đi, khi nào mà cái lòng tham dục nó trỗi dậy đấy, nó trỗi dậy, nó thiêu đốt, thì cái cách lạy Phật sư nó khác. Mà khi nào mà cái lòng sân hận nó thiêu đốt thì cái cách lạy Phật của sư nó khác. Còn khi nào mà mỗi lần thuyết pháp xong, cái cách lạy Phật của sư nó khác. Mỗi lần mà đi khất thực xong, đi khất thực về đó, cái cách lạy Phật của sư nó khác. Nó khác, khác ở chỗ nào? Khi mà bị cái lửa mà tham dục thiêu đốt đó, xin lạy Phật bằng cái suy nghĩ như thế này: con đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ly dục, Ngài đã chứng đắc đạo quả, tìm ra được cái con đường thoát khỏi những cái dục lạc ở thế gian. Ngài đã chỉ cho con biết đâu là con đường đưa đến sự sa đọa, đâu là con đường đưa đến sanh thiên, và đâu là con đường đưa đến sự giải thoát. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin đảnh lễ giáo pháp. Đó là phương pháp hướng dẫn con cái sự nguy hại của dục lạc, sự nguy hại của dục lạc. Cái con đường đưa đến sự sa đọa, con đường đưa đến sự sanh sanh về các cảnh giới cao hơn, và con đường đưa đến với niết bàn. Con xin đảnh lễ chư thánh tăng, các ngài là những bậc ly dục, các ngài đã tránh xa hoàn toàn các dục, các ngài như vỏ ốc, như pha lê, không còn vướng bận bất kỳ một cái bận nhơ nào của dục. Xin đảnh lễ chư tăng. Rồi khi mà sư cái tâm sân nó thiêu đốt, tâm sân nó thiêu đốt, thì sư đảnh lễ tam bảo nó khác, nó khác như thế nào? Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài đã chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với Ngài, Ngài có tâm từ vô lượng đối với chúng sanh, Ngài có tâm bi vô lượng đối với chúng sanh, Ngài thương La Hầu La như thế nào thì Ngài thương Đề Bà Đạt Đa cũng y như thế đó. Đối với Ngài, Ngài nhìn tất cả chúng sanh bằng một tâm từ bi vô lượng. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin đảnh lễ chánh pháp đã chỉ cho con thấy cái sự nguy hại của của cái lòng sân hận, và con đường đưa đến sự thoát khỏi sân hận, con đường đi xuống, con đường đi lên, và con đường đi ra. Con xin lễ chư thánh tăng, các ngài là những bậc không còn sân hận nữa, người quỳ đảnh lễ dưới chân các ngài, các ngài thương như thế nào thì người cầm vũ khí tấn công các ngài vẫn thương như thế đó, các ngài không còn cái lòng sân hận nữa. Con xin đảnh lễ chư thánh tăng. Rồi mỗi khi mà sư thuyết pháp xong, sư đảnh lễ tam bảo, sư đảnh lễ khác nữa, đảnh lễ như thế nào? Con xin tri ân Đức Thế Tôn, Ngài đã chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng, và Ngài đã dạy cho con cái giáo pháp này. Lời dạy của Ngài răn đe và nhắc nhở, mục đích của một vị pháp sư không phải là để hưởng thụ những cái sự lễ bái cúng dường, mà mục đích là để truyền thừa
cái dòng dõi chánh pháp của Ngài. Con sẽ đảnh lễ giáo pháp, nhờ có giáo pháp mà con được hưởng lợi từ giáo pháp, và con đem sự chia sẻ chánh pháp đến chia sẻ đối với chúng sanh. Và nhờ chánh pháp mà con biết cái việc con phải làm, nên làm, và việc con phải cư xử như thế nào đối với những cái lợi dưỡng. Con xin lễ chư hiền thánh tăng, các ngài là nhờ có các ngài đem cái dòng truyền thừa chánh pháp đem đến đây để mà con có được cái sự đắp y mang bát, con có được chánh pháp, con hiểu được pháp, và nhờ con học hỏi từ các ngài, học hỏi từ dòng truyền thừa đó mà giờ đây con có thể chia sẻ chánh pháp đến với chúng sanh. Và con biết được cái cách cư xử của một vị pháp sư. Rồi khi mà sư khất thực về đấy, hoặc là khi mà đi trước khi đi khất thực thì sư cũng đảnh lễ Tam Bảo, mà đảnh lễ bằng một cách khác nữa. Đó là gì? Con sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài đã dạy cho con của một vị tỳ kheo khất thực, cái cách để đối diện với cái lòng tham ái, làm sao để có thể trở thành một con người khất thực một cách xứng đáng. Con định để chánh pháp vì đã dạy con cái cách để mà giữ gìn chánh niệm, cái cách để mà nhận cái sự cúng dường của tứ chúng một cách không có lỗi lầm. Con đảnh lễ chư hiền thánh tăng, nhờ có các ngài truyền thừa mà con có cái màu y như thế này, và nhờ cái sự khất thực các ngài mà giờ con được tiếp nối cái sự khất thực các ngài, và các ngài là tấm gương của con trên con đường khất thực, con đường hoằng khai giáo pháp, con đường tránh xa sự lợi dưỡng, biết ít muốn biết đủ. Hoặc là có những khi sư đảnh lễ Tam Bảo chỉ đơn thuần là bằng cái lòng biết ơn. Đấy, thì quý vị thấy mỗi một cái người khác nhau thì cái cách họ đảnh lễ Tam Bảo nó không có giống nhau. Và đối với cá nhân sư đó, thì cái việc mà đảnh lễ Đức Thế Tôn như thế nào, đảnh lễ Tam Bảo như thế nào, nó phụ thuộc vào cái tâm trạng của bản thân mình lúc đó như thế nào, chứ nó không phải là một cái câu tụng niệm hoặc là một cái câu mà réo gọi tên Phật một cách thuần túy thì không, sẽ không có, sẽ không thích như vậy đấy.